Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là phiên tối ngày 23 tháng 3 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại giới thiệu chia sẻ cho mọi người những cái loại hàng lan mà chiều tối hôm nay em cập nhật về. Thì hiện giờ đang là 6 giờ tối ở Cao Bằng rồi. Thì em đang bắt đầu làm clip lên cho các bạn, thì chắc lúc nữa lên được clip chắc tầm 6 giờ 30. Và cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng em đặt hàng, các bạn gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em với hai số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Và thêm một số nữa em cập nhật thêm để tránh những tình trạng là gọi trùng cuộc gọi và máy bận đấy các bạn. Tại vì tần suất hoạt động của số điện thoại đấy thực sự là bây giờ đang quá tải, và rất nhiều khách hàng là gọi nhiều lần không được, nên là các bạn cũng phản ánh rất là nhiều, nên là em có cập nhật thêm số mới là số 0967 615 815. Đấy, em xin đọc lại hai số điện thoại cơ sở chúng em là 0984754102, số luôn hoạt động từ trước đến giờ, và thêm một số mới là 0967 615 815 nhá. Đấy, và bây giờ em đi vào giới thiệu và báo giá chi tiết từng loại hàng luôn. Và giá em báo giá đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó, và em sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho mọi người ạ. Sẽ có bên giao hàng tận tay cho các bạn và thu tiền cước và tiền hàng trực tiếp với các bạn ạ. Đấy, và các loại hàng em sẽ bán từ 0,3kg trở lên. Đó, nên là các bạn cứ thoải mái mua hàng. Với những loại hàng mà nó đắt tiền từ trên 500.000 trở lên đó, thì em sẽ bán từ 2 lạng trở lên. Đó, như trầm tím hoặc là một số mặt hàng khác. Nhưng mà hôm nay chỉ có trầm tím là loại hàng đắt giá nhất thôi. Trầm tím Myanmar thì nó rơi vào 700.000 1kg. Đó, thì em bán từ 2 lạng trở lên. Và những loại khác thì em bán từ 3 lạng trở lên nhé các bạn nhé. Và mặt hàng đầu tiên em muốn chia sẻ cho mọi người là bây giờ cây rất là đẹp. Loại cây chúng ta vừa trồng làm kiểng vừa chơi hoa, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn gốc, thân lá chúng ta trồng xuống những cái chậu cao á, thân chậu cao mà đứng cao lên á, nhìn rất là đẹp luôn. Và tình trạng cây bây giờ đang có những cái nụ hoa như này, và có những cây thì đã nở hoa rồi nhé các bạn nhé. Đấy, nụ hoa khá là nhiều đấy ạ. Loại cây này hoa cho hoa bông màu vàng, rất là đẹp luôn, bông rất là to ạ. Loại cây này nó rất là sai hoa nhé các bạn nhé. Chẳng qua lúc vận chuyển về á là nụ nó bị rụng, mà nó lại rất là rẻ, chỉ có 150.000 1kg thôi này. Đó, rất đáng để chúng ta sưu tầm loại hoa này. Và đây là thêm một loại lan nữa rất đáng để sưu tầm, đó là địa lan mặc diệp. Thì mỗi một củ như thế này nó sẽ tính là một củ già và một củ tơ nhé các bạn nhé. Thì cây thì tình trạng cây bây giờ nó mới tàn hoại, mới đang là mùa hoa ấy, nên là trồng rất là dễ dàng. Cần hoa rất là cao và rất là nhiều bông nhé các bạn nhé. Đấy, cần hoa này, nhìn cần hoa này, cao cả mét luôn. Và mỗi củ nó chỉ có một lá như này thôi các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Mạc diệp, hoa màu nâu, họng tím và có mùi hương rất là thơm ạ. Hoa mạc diệp thì đấy, mỗi củ như thế này là 20.000 một củ như này nhé các bạn nhé. Đó, như cái này hai củ già, một củ tơ luôn này, đấy. Còn những cái củ nhỏ nhỏ, những cái chủ củ nhỏ nhỏ này là 10.000 một củ nhé các bạn nhé. Đó, 10.000 một củ nhỏ như này ạ. Và 20.000 củ to ạ. Đấy, các bạn thích mua củ to, củ nhỏ như nào cũng được ạ. Về chúng ta trồng một chậu, rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo đây thì em có lan chồn tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Chồn tím Lào, mùa chồn tím Lào thì cũng đang nụ nhé các bạn nhé. Đấy, có lúc nãy em xếp hàng ra là thấy có như vài một vài nụ là khá là dài rồi. Đây, như đây, đây một nụ rất là dài luôn ạ. Đây này, đó, nụ rất là dài và cho những cái vòi hoa màu tím rất là đẹp nhé. À, em xin lỗi các bạn, đây là sóc tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Đấy, như cây này đây, vòi hoa đây đang dài như này đây. Đấy, nhìn trong lá nó sẽ hơi héo héo một chút, nhưng mà về các bạn ngâm B1 hoặc là chế phẩm Hùng Nguyễn, các bạn ngâm cho em độ khoảng 30 phút nhá, xong rồi vớt lên chúng ta trồng thôi, rồi tưới nước bình thường là cây sẽ tươi trở lại nhá các bạn nhá. Giá rất là rẻ, 150.000 1kg rồi này.
Và tiếp theo đây có một loại hàng nữa cũng giá là 150.000 1 kg. Đó là van đan nâu hay còn gọi là van đa hương chanh đấy ạ. Đó. Đây cũng đang là mùa hoa của cây. Những cái bông hoa đã tàn này. Đấy, rất là nhiều bông. Đấy. Màu có bông là màu vàng chanh, có bông là màu nâu nhé các bạn nhé. Chỉ có giá là 150.000 1 kg thôi này. Đó. Hoa rất là thơm ạ. Và còn đây, mặt hàng giá khá là đắt đây. Thì ở đây là trầm tím Myanmar nhé các bạn nhé. Trầm tím Myanmar, đây là loại hàng giống. Loại hàng cây giống. Thì có giá là 650.000 1 kg thôi này. Đó. Cây giống nhé các bạn nhé. Chủ yếu là chúng ta được gốc và thân tơ nó gãy và rời như thế này nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, thân tơ bị gãy này. Đấy. Cái này hàng giống thì tất nhiên là nó sẽ chủ yếu là thân gãy nhé các bạn nhé. Đây, thân tơ gãy này. Còn đây là hàng đẹp đây. Hàng đẹp có giá 700.000 1 kg thôi này. Đấy. Loại hàng đẹp nhé các bạn nhé. Thân tơ đầy đủ nhé. Đang nụ hoa luôn này. Có những thân đang nụ hoa. Đấy, chỉ lác đác là có một vài thân là đang nụ thôi. Như thân này chưa nụ này. Đó. Đấy, chủ yếu là chưa nụ nhé các bạn nhé. Về là lúc vận chuyển nó sẽ không ảnh hưởng đến nụ cây luôn. Đấy, thân tơ đầy đủ. Mướt mát cho các bạn. Đây, như thân này đang nụ như này đây. Đấy, trầm tím Myanmar nhé. Chỉ có giá là 700.000 1 kg này. Đó. Thân, đảm bảo thân tơ đầy đủ cho các bạn. Không bị gãy nhé. Đó. Đây, như cái này đây thì cho vào cái hàng giống rồi. Đấy. Và còn ở đây em có một phần u lồi. Phần lan u lồi. Đây, lan u lồi bông rất to và thơm nhé các bạn nhé. Có lác đác một vài thân đang nụ. Phần u lồi này em để giá chia sẻ cho mọi người là 250.000. Đấy, 250.000 phần u lồi này nhé các bạn nhé. Và còn đây là điện biên đông. Lan điện đen biên đông thì bây giờ cũng đang là mùa hoa. Lác đác còn một vài thân là đang có nụ như này. Nhưng lúc vận chuyển về là rụ của nó mỏng manh quá, nó gãy hết. Đấy. Đấy, điện biên đông. Có giá là 200.000 1 kg thôi. Đó. Và còn đây là ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu thì em còn độ khoảng 2 kg ở đây này. Ý thảo 3 màu thì ở ngoài vườn em đang nở bông rất là nhiều luôn. Đấy, mặt bông của ý thảo 3 màu đây. Đang rũm rũm này. 3 màu này, màu tím, màu trắng và màu vàng đây. Ý thảo 3 màu có giá là 300.000 1 kg này. Đó. Và còn đây em có hạc vĩ Lào. Hạc vĩ Lào 250.000 1 kg. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Hàng đẹp rất là ok luôn lô hàng này. Đấy. Có những thân nó đã xuống hết lá. Và có những thân lác đác vẫn còn hoa như này đây. Đó. Hạc vĩ Lào nhé các bạn nhé. Còn ở trong này em còn độ khoảng 1 kg hạc vĩ Bắc đây. Hạc vĩ Bắc thì thân to hơn. Đấy. Thì hạc vĩ Bắc có giá là 280.000 1 kg. Thời gian này hạc vĩ rất là khan hàng. Và đây là lan kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì em đang bán với cái giá theo giá hàng giống là 200.000 1 kg. Đấy, mặt bông của kim điệp thơm này hoa rất là thơm luôn. Đấy. Cây cũng vừa vừa thôi, không phải cây to lắm mà cũng không phải cây nhỏ lắm. Đấy. Cái loại hàng như trước đây thì hàng nó đẹp đẹp hơn tí thì luôn có giá là 250 1 kg cơ. Đó. Cái loại hàng này hàng chung thì 200.000 1 kg này. Đấy. Và còn đây là lan ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ đang nụ chi chít như này đây. Đấy. Ý ngọc nở hoa rất là sai, có những thân là nụ khá dài này. Đó. Nụ bây giờ còn rất là đảm bảo để gửi đi cho các bạn chơi hoa sắp tới đây. Thì chúng ta mới được chơi hoa đây, nụ này trắng toát luôn này. Ý thảo ý ngọc có giá là 300.000 1 kg nhá. Đó, ý ngọc ạ. Còn đây là lan dáng hương miệng kín. Dáng hương miệng kín hai thùy nhá các bạn nhá, tên đầy đủ của nó thế ạ. Giá rất là rẻ, chỉ có giá là 100.000 1 kg thôi này. Đấy, loại lan rất đáng để sưu tầm mà trước đây chưa bao giờ được cập nhật đây và chưa bao giờ có trên thị trường luôn. Đấy. Đấy, dân họ khai thác về được độ khoảng 5-7 cân gì đấy họ ở trên một cái cây. Nói chung là dòng lan này nó không có nhiều đâu các bạn ạ. Cái này nó túm tụm ở, dân bảo là túm tụm ở trên một cái cây cổ thụ à. Họ khai thác về được bằng này thôi. Đấy. Chỉ có giá 100.000 1 kg thôi này. Đấy, cái này em lấy về bán sưu tầm cho mọi người. Và còn đây là lan hoàng thảo tam bảo sắc nhá các bạn. Hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 1 kg ạ. Hoa cực kỳ là rực rỡ. Hoa nó gần giống như hoa trúc mành nhớ các bạn nhé.
hoa có màu tím, màu vàng và màu trắng, hoa rất là sặc sỡ luôn. Còn đây là mạc diệp lúc nãy em có chia sẻ với mọi người đây. Và còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân loại hàng này thì nói chung là nhìn nó khá là xấu xấu, nên là em chỉ bán giá là 120.000 một kg thôi này. Đấy, 120.000 một kg. Loại hàng xấu xấu nhá các bạn nhá, chưa phải hàng đẹp nhá. Hàng đẹp thì có giá nó 180.000 cơ. Đấy. Và đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương hoa cực kỳ là thơm luôn. Và bây giờ đang nụ nhá các bạn nhá. Lô giáng hương này là giáng hương miền Trung. Đấy, nên là có giá cũng rất là khá là đắt nhá các bạn nhá. Đấy, đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Giáng hương miền Trung này có giá là 300.000 một kg này. Đó. Đấy, toàn lá xếp thôi các bạn ạ. Toàn cây lá xếp thôi. Đấy. 300.000 một kg nhá các bạn nhá. Đấy, hàng rất là mướt mát luôn. Đấy. Lá nó chỉ hơi héo héo thôi chứ còn lá mà bị hỏng bị gãy là cực kỳ là ít nhá các bạn nhá. Đảm bảo ngọn không bị gãy cho các bạn. Đấy, tiền nào của đấy nhá các bạn nhá. Còn hàng Tây Bắc thì lá nhăn nheo, xấu hơn cái này thì nó chỉ có giá là 200.000 một kg thôi. Đấy. Còn cái này hàng đẹp mướt mát luôn cho các bạn nhé. Và đây là chồn trắng rừng Lào nhé các bạn. Chồn trắng Lào chỉ có giá là 180.000 một kg thôi này. Đấy. Em bán với cái giá hàng giống cho mọi người thôi. Đấy. Nói chung là lại lô hàng nó kiểu là vận chuyển về với cả mùa kết hợp với nắng nóng nữa nên là lá nó hơi khô khô nhé các bạn nhé. Hơi héo héo nhé, nhưng về chúng ta ngâm B1 nhé, dòng giáng hương. Tất cả các dòng giáng hương. Ngâm khoảng 30 phút cho em, rồi chúng ta treo lên để khô tiến hành ghép thôi. Đấy. Và chồn mùa chồn cũng đang là mùa nụ nhé các bạn nhé. Chồn đang ra nụ rồi. Đó. Nhưng mà lác đác thôi. Đấy, nó nụ mà dài quá thì nó lại gãy hết nụ. Có giá 180.000 này. Còn đây đùi gà. Đùi gà hàng đẹp thì em hết hàng rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn hàng vừa vừa này thôi. Cái loại hàng này thì bây giờ nó xuống lá nhưng mà những cái thân này, đấy, những thân vừa rồi mới nở hoa đây. Và lác đác một số thân nó vẫn còn đang trốn hoa nhé các bạn nhé. Đây, những thân này đây nó đang trốn hoa này, đây. Đấy, thân những thân trốn hoa này sang năm sẽ nở hoa này. Rất là nhiều luôn này. Đấy. Hoa rất là cực kỳ là tím luôn, đùi gà đây. Đấy, đây là đùi gà tròn nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn. Nói chung là hàng xấu xấu rồi, không phải là hàng đẹp nữa các bạn ạ. Thì có giá là 180.000 một kg thôi này. Đấy, 180.000 một kg nhé các bạn nhé, đùi gà. Đấy, những cái mặt bông mà cực kỳ là tím đậm đẹp luôn. Bây giờ như bông này nở rất căng này. Đó. Nở căng như này. Tím tím như kèn luôn các bạn ạ. Mà giá lại rất là rẻ. Và còn đây là long tu xuân, loại hàng giống nhá các bạn nhá. Long tu xuân là hàng giống, nó ngắn dưới 20cm trở xuống thôi các bạn ạ. Thì có giá là 220.000 một kg này. Long tu xuân hàng giống nhá các bạn nhá. Bây giờ mầm đang ra chi chít như này rồi đấy, mầm gốc. Thì long tu xuân thì mới qua mùa hoa và bây giờ đang lên mầm gốc rất là nhiều luôn ạ. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì bây giờ cũng đang là mùa hoa đấy các bạn ạ. Nhưng mà tại vì những cái nụ dài quá thì nó gãy hết nụ rồi các bạn ạ. Đấy. Lô sơn thủy tiên hàng rất là đều đẹp. Đó, các bạn nhìn là biết. Hàng cực kỳ là đều đẹp luôn ạ. Đấy. Thân này, nhìn thân này rất là đều luôn. Mà thân nó ngắn ngắn mà to, tròn. Rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đấy. Úi trời. Hàng rất là đều và đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Bên dưới còn có những dề rất là to luôn này. Đó. Úi. Đấy. Có những bó mà chúng em vẫn chưa cởi ra để lọc hàng này. Đấy. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Và còn đây em có một dề rất là to luôn. Dề này có 2,5 cân cơ. Mà thân nó hơi héo héo nhé các bạn nhé. Sơn thủy tiên. Dề này bác nào thích hàng dề thì có giá là 400.000 nữa này. Đấy. Dề này chắc các bác mà không lấy chắc em cũng ghép lên cái cây ngay cổng đây thôi. Đấy, đang nụ rất là nhiều luôn. Dề này về chúng ta trồng chăm sóc một thời gian là cây nó đủ nước là nó lại to mập đẹp thôi. Đó. 400.000 này cho 2,5 cân này.
Đó. Và đây là kiều vàng. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang rất hot nha các bạn nhé. Tại vì mùa cây đang bắt đầu cho nụ và đang bắt đầu cho hoa rồi nha các bạn. Đấy, kiều vàng có giá là 180.000 1 kg ạ. Đó. Lô này vẫn còn chưa ra nụ đây. Kiều vàng thì về lô nào hết lô đấy các bạn ạ. Đấy, lô này là lúc chiều tối em mới dỡ hàng ra. Còn ở đây thì cái kiều vàng hàng xấu xấu này. Đấy, em bán giá thanh lý là 150.000 1 kg này. Đấy, hàng này chủ yếu là hàng nó ít thân tơ nhớ các bạn nhé. 150.000 1 kg. Và còn đây là hoàng thảo lông trắng, có giá là 350.000 1 kg ạ. Loại hàng hoa rất là đẹp mà rất đáng để sưu tầm. Đấy, loại cây này nở hoa vào đúng Tết nhé các bạn nhé. Bây giờ về chúng ta nuôi những cái mầm trắng trắng này này để Tết chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo lông trắng 350.000 1 kg ạ. Đó, đây là lan vảy rắn ở trên kia, lát nữa em sẽ báo giá các bạn sau. Còn đây là lan kim thoa. Lô hàng lan kim thoa rất là đều đẹp luôn, thân vàng óng này mà thân ngắn ngắn vừa thôi, rất là đẹp luôn. Cái này lên chậu cực kỳ đẹp và chuẩn bị cho mùa hoa rồi nhé các bạn nhé. Dòng này nở hoa vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhé. Lan kim thoa có giá là 100.000 1 kg thôi này. Đấy, còn độ khoảng chục kg. Còn đây là ngọc thạch. Ngọc thạch rừng Lào nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào thì bây giờ đang vào cuối mùa hoa rồi các bạn. Ngọc thạch rừng Lào thì đang vào cuối mùa hoa, lác đác vẫn còn có những cái nụ này chưa tàn hết nhá. Đấy. Đây. Đây, như đây một dề và rất là sai hoa luôn. Như đây. Bó này rất là hoa này, hoa rất nhiều luôn nhưng mà tàn hoa này. Đấy, ngọc thạch ba màu rừng Lào là chuẩn ngọc thạch ba màu luôn nhá các bạn nhé, không có ngọc thạch hai màu lẫn lộn vào nhá. Thì cái ngọc thạch ba màu rừng Lào này có giá là 180.000 1 kg thôi này. Đó. Chỗ này em còn độ khoảng 15 kg. Đấy. Ở đây. Đấy, mặt bông đây các bạn. Đấy, màu vàng, màu tím và màu trắng nhá các bạn nhá. Cái này em ánh sáng nó bị át cái màu tím đi rồi các bạn ạ. Đó. Còn đây là lan chuối ngọc. Lan chuối ngọc em đang bán thanh lý với cái giá hàng giống 140.000 1 kg các bạn nhé. Đấy, bạn nào lấy trên 5 kg điện cho chúng em có giá tốt hơn là 120.000 1 kg thôi này. Đấy, là lấy trên 5 kg nhé. Còn lấy độ khoảng nửa cân thì em bán là 140.000 1 kg. Đó, rất là rẻ luôn ạ. Lan chuối ngọc ạ, cho vào vườn. Lan chuối ngọc thì cũng mới hết mùa hoa nhé các bạn nhé. Và bây giờ đang lên những cái mầm này rất là tốt luôn ạ. Về các bạn cho vào vườn thuần để sang năm chúng ta chơi hoa nhé. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì cũng mới hết mùa hoa thì cây cũng bắt đầu xuống lá nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng phi hạc như thân này đây cho bông màu xanh này, rất là đẹp này. Đó, còn có bông cánh trắng họng vàng nữa này. Và cánh trắng họng tím cũng có này. Mặt bông của hoàng phi hạc rất đáng để chúng ta sưu tầm. Tại vì mặt bông của nó rất đa dạng. Có cánh trắng họng tím này, cánh trắng họng xanh và cánh tím họng vàng cũng có này, cánh tím họng trắng có mà cả bông màu xanh có. Đấy, hoàng phi hạc. Thân rất là to đều, loại hàng này bây giờ chúng em đang ghép vào vườn rất là nhiều. Đấy. Mùa cây nó xuống lá để cho lên những cái mầm cây con mới nhá các bạn nhá. Đấy. Và đây, thân này sang năm nó sẽ chơi hội cho chúng ta chơi hoa đây. Hoa sẽ nở vào thời điểm như bây giờ là hết là nó đã nở cách đây độ khoảng hơn tháng rồi. Thì bây giờ nó đã tàn hoa và hoa rất là sai. Như vừa rồi đây thì có cái hội thi hoa lan ở trong Sài Gòn. Thì có một cái giỏ lan hoàng phi hạc là đạt giải vàng của hội thi ở trong Sài Gòn nhé các bạn nhé. Đấy. Như các bạn có chơi ở trên Facebook thì các bạn cũng có biết rồi đúng không? Tại vì một cái giỏ lan hoàng phi hạc cực kỳ là đẹp luôn mà đạt giải vàng. Cái giải vàng của cuộc thi á, chỉ có một giải duy nhất thôi các bạn ạ. Đấy, mà nó rất là rẻ, chỉ có giá là 200.000 1 kg thôi các bạn ạ. Đấy, hoàng phi hạc 200.000 1 kg mà đi thi ở một cái thành phố lớn nhất gì Việt Nam chúng ta mà đạt được cái giải vàng ở trong hội thi. Đó. Và còn đây là hoàng lạp.
Lan Hoàng Lạp chỉ có giá là 150.000 1 kg thôi. Đó các bạn ạ. Hả? Hoàng Phi Hà có giá là 200.000. Hoàng Lạp có giá 150.000 nhá các bạn nhá. Hoàng Lạp cũng mới tàn mùa hoa nhá các bạn. Đó, 150.000 ạ. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì cũng đang mùa hoa đấy các bạn. Nhất điểm hoàng còn độ khoảng 3 kg thôi này. Giá là 100.000 1 kg. Giá rất là rẻ luôn ạ. Còn đây là ngọc thạch Bắc nhá các bạn. Ngọc thạch Bắc này thì nó sẽ có lẫn lộn 3 màu, 2 màu lẫn lộn nhau nhá, ngọc thạch Bắc nhá. Em không đảm bảo được là sẽ là ngọc thạch 3 màu đâu nhá. Thì nó sẽ là ngọc thạch lẫn lộn 2 màu, 3 màu lẫn lộn nhau nhá. Đó. Chúng em bây giờ thì cây nó vẫn chưa cho nụ, chưa cho bông. Về cái ngọc thạch Bắc này á. Đấy, những cái thân này là những cái thân để chúng ta chơi hoa này. Đó. Đấy, những thân chúng ta chơi hoa đây. Đây. Sắp tới nó sẽ nứt nụ ở những cái thân này nhé các bạn nhé. Đây, những cái thân đã nở hoa này là những thân già năm ngoái này nhé các bạn nhé. Đó, đây là những cái thân mà chưa nở hoa đây. Đấy, rất là mập mạp và chuẩn bị nứt nụ rồi nhé các bạn nhé. Ngọc thạch rừng Bắc này có giá là 200.000 1 kg ạ. Đấy, cây sắp nở hoa nhé các bạn nhé. Và đây là cái ngọc thạch hàng Bắc, hàng giống nhé các bạn nhé. Cây ngắn, cây nhỏ thôi. Đấy, một mặt bông điển hình mà nó đã nở hoa đây các bạn. Đấy. Đấy, chuẩn 3 màu này như khóm này đây. Cái hàng giống cây ngắn này thì em bán với giá thanh lý là 160.000 1 kg thôi, hàng giống ạ. Cây ngắn nó sẽ ngắn dưới 20 cm trở xuống nhá. Còn cái loại hàng đẹp 200.000 này nó sẽ dài trên 20 cm trở lên nhá. Thân to đều mập mạp nhá. Còn đây là thủy tiên tím hay là kiều tím miền Trung đấy ạ. Có giá là 320.000 1 kg này. Đấy. 320.000 1 kg thôi. Đấy, loại hàng nó vừa vừa. Đấy. Các bác đừng thắc mắc tại sao lại phiên hôm nay giá rẻ hơn, phiên hôm qua lại giá lại đắt hơn. Có phiên giá 350.000, có phiên cũng giá là 400.000 1 kg cơ. Đấy. Nhưng mà loại hàng nó sẽ khác nhau các bạn ạ. Chất lượng hàng nó sẽ khác nhau, tiền nào của đấy nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy, 320.000, loại hàng này thì lá nó sẽ ít hơn cái loại hàng 350 nhé các bạn nhé. Đây, và ở đây em có một dề này. Dề này thì cực kỳ đẹp luôn. Dề này thì có giá là 350.000 1 kg này. Đấy, các bác nào thích dề này thì em cân lên tính tiền nhé. Đấy, dề này rất là to luôn. Dề này phải có đến trên 2 kg. Và toàn lá là lá này. Đó. Còn đây phần này đây, hàng xấu đây. Thanh lý này. Một khóm này 50.000 này. Có mỗi một khóm duy nhất, em lọc hàng ra nhé. Còn đây lan vảy rắn. Vảy rắn rất đáng để sưu tầm. Đấy. Nhìn này. Nó xếp thành một nếp rất là đẹp luôn. Vảy rắn cho bông màu vàng, rất là đẹp ạ. Rất đáng để sưu tầm. Và rất là nhẹ thôi các bạn ạ. Các bạn chỉ cần lấy 3 lạng, 5 lạng về chúng ta ghép được một giò, một ghép vào những cái cục lúa nào hình cầu á, rất là đẹp luôn. Hoặc là ghép vào những cái khúc lũa dài tạo hình thành một con rắn, con rồng nhá. Rất là đẹp ạ. Giá là 180.000 1 kg thôi này. Đó. Và còn đây là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt có giá 180.000 1 kg này. Đó, lan đùi gà dẹt nhá. Đùi gà dẹt cũng mới hết mùa hoa nhé các bạn. Đây, cho em cho các bạn xem cái giỏ hoa mà vừa rồi anh Chu Xuân Cảnh lên chụp ảnh cho em, là giò ở trong kia, trong góc kia kìa. Đó, trong góc kìa. Đây. Đấy đấy, đấy giò đấy nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Hoa màu tím cực kỳ là đẹp. Và bây giờ nó đã gần tàn rồi. Tại vì em đã chơi hoa là được 2 tuần rồi, 15 ngày rồi. Đấy, giò hoa đùi gà cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và còn đây là lan thập hoa nhé các bạn nhé. Thập hoa đây. Thập hoa có giá 150.000 1 kg rồi này. Thập hoa đang chuẩn bị cho mùa hoa rồi nhé các bạn nhé. Hoa thập hoa thì cho bông màu tím rất là đẹp ạ. Giống như bông của hoa hương vani á. Đấy. Nhưng mà hương vani thì thực sự là bên Trung Quốc họ thu làm dược liệu giá cực kỳ cao. Nên là không có hàng. Bây giờ còn không có hàng để mà sản để xuất sang Trung Quốc với cả chúng ta mua nữa, tìm mua nữa. Nên là chúng ta chỉ còn dòng thập hoa này chúng ta chơi thôi. Đấy. Thập hoa 150.000 1 kg.
Còn cái hương vani á, giá bây giờ trên 300.000 1 kg bên Trung Quốc thu mua. Đấy. Và còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì em còn cái hai loại dòng hàng đẹp thôi này. Hoàng thảo vôi có giá là 260.000 1 kg các bạn ạ. Hoàng thảo vôi hoa cực kỳ là đẹp và rất là dễ thuần, dễ trồng và rất là nhiều nhà vườn họ đang ghép loại lan này suốt từ trước đây đến giờ. Đó. Còn đây là lan hoàng thảo xoắn, hoàng thảo xoắn bây giờ đang mùa hoa nhé các bạn nhá. Hoàng thảo xoắn họng tím này, cánh hồng và cánh xoắn xoắn nhé các bạn nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Bông rất là đẹp. Hoàng thảo xoắn lô hàng em cực kỳ là ưng ý, có giá là 250.000 1 kg thôi các bạn ạ. Toàn hàng dề thôi này. Đó. Các bạn nhìn này. Toàn dề là dề thôi. Đấy, các bạn thích dề nửa cân có, dề cân có. Đó. Dề 2 cân em có nhá các bạn nhá. Đó. Đấy, chỉ có giá là 250.000 1 kg thôi, hoàng thảo xoắn ạ. Và còn đây là long tu đá hoa trắng. Long tu đá hoa trắng thì bây giờ đang mùa hoa. Có cánh trắng hoặc vàng nhé các bạn nhé. Long tu đá hoa trắng có giá là 180.000 1 kg thôi. Đấy. 180.000 1 kg thôi ạ. Còn đây là long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím thì cho bông to hơn cánh hoa, cái bông hoa đá hoa trắng. Đấy, cánh của nó màu tím nhé, họng vàng. Đó. Cánh tím họng vàng này, long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím có giá là 200.000 1 kg ạ. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Bây giờ tình trạng cây này lên mầm này. Xanh mướt luôn các bạn ơi. Đó. Và còn ở đây thì hàng long tu đá hoa tím, hàng loại cây giống này mà em lọc ra đây thì có giá là 160.000 1 kg thôi các bạn ạ. Giá rất là rẻ. 160.000 1 kg thôi ạ. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để cập nhật cho mọi người và chia sẻ cho mọi người. Và giá chi tiết em đã báo từng loại cho mọi người nhé. Các bạn liên hệ trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại mà chúng em cập nhật ở ngay đầu tiêu đề và đầu clip. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhé.